cái hình ảnh chư Tăng đi ở trên đường an lành vô cùng, thưa đại chúng. Thầy vẫn kể đấy, có lần thầy nhìn thấy mấy sư cất sĩ họ đi trên đường mà thầy cứ phóng xe thì đuổi theo, thầy ngắm thôi. Và trong tâm ước ao một ngày nào đó mình được như vậy. Mà chính cái ước ao đấy mà rồi trở thành sự thật đấy. Sara Namami Sat Tha Deva Manu Sanam Sira Sara.